Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Hà Văn Hải, đến từ trong web giống gọi giá đẻ.com. Hôm qua mình đã quay thực tế về video về dê ăn cỏ rồi. Thì hôm nay mình quay về gà cho tất cả các bạn xem. Và mình vẫn quay tải tải của bản Lê Quyết Chiến ở tỉnh Hòa Bình. Thì các bạn thấy đây là gà bản ấy nuôi đây. Khá là nhiều, toàn là gà trống các bạn ạ. Bạn ấy nuôi khá là nhiều gà và cung cấp thịt gà cho người dân địa phương, khu vực lân cận. Hả? Con gà? Bạn nào muốn kết nối chăn nuôi học hỏi thì các bạn có thể kết nối với bạn Lữ Quyết Chiến ở tỉnh Hòa Bình. Địa chỉ là đồi 11, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Số điện thoại là 096 300 8428. Còn bên mình là cung cấp giống cỏ chăn nuôi. Các bạn đang thấy đây là cỏ mà bên mình cung cấp cho đăng tải bản ấy về trồng thử nghiệm và để cho dê và gà ăn. Đấy, bản ấy đã trồng và thu hoạch vào để dê và gà ăn. Khi thu hoạch vào thì mình cột từng bó thế này, mình treo lên thì gà nó ăn, bổ sung thêm chất cho rau xanh cho gà. Các bạn thấy trang trại khá là nhiều, toàn là gà trống các bạn. Vườn của bạn ấy khá là rộng. Bạn nào mà muốn học hỏi kinh nghiệm về chăn nuôi gà thì có thể kết nối với bạn Lữ Quyết Chiến. Bạn ấy truyền đạt cho một ít kinh nghiệm và bạn ấy có thể là hướng dẫn cho tất cả các bạn là một số là kỹ thuật chăm sóc. Còn nếu mà bạn nào muốn mua giống cỏ chăn nuôi thì có thể truy cập vào trang web của mình, đó là giống cỏ giá rẻ.com. Thì bên mình là chủ yếu là cung cấp giống cỏ chăn nuôi. Và bên mình chủ yếu cung cấp cho các chủ trang trại và các người dân chăn nuôi nhỏ lẻ. Và có thể kết hợp với là một số công ty để phân phối giống cỏ để trồng vào, trồng làm thức ăn chăn nuôi cho các công ty. Thì hôm nay mình ghé thăm trại của bản Lữ Quyết Chiến rồi đây. Mình quay thực tế cho tất cả các bạn xem. Gà khá là nhiều. Đấy, cỏ này là tên là cỏ Guinea các bạn ạ, cỏ xả là lớn. Các bạn có thể lên trên mạng, các bạn gõ là cỏ xả là lớn thì sẽ thấy ngay cái trang web của mình, đó là giống cỏ giá rẻ.com. Các bạn thích vào thì sẽ thấy là bên mình là tư vấn cách chăm sóc rồi cách gieo trồng. Đây, giống cỏ này mình có thể là chăn nuôi gà, chăn nuôi dê, cừu, trâu, bò, rồi hươu nai, rồi là cá, cá tắm. Nó các động vật nào mà có thể ăn cỏ thì đều là mình trồng các cái quả, cái cỏ Guinea Mombasa này thì động vật ăn rất tốt. Và vật nuôi mình cũng thích ăn tại vì nó non mềm với là nó phát triển nhanh nữa, mà là hiệu quả kinh tế cao. Các bạn thấy cái vườn gà của bạn ấy khá là thích đúng không? Đấy, trang trại của bạn ấy có cả ao đấy. Dê mấy con dê con này thì chảy ra. Bạn ấy có một trại dê cơ. Các bạn có thể là search video là cỏ cho dê ấy thì các bạn sẽ thấy cái trang trại của bạn ấy. Bạn nào muốn mua giống cỏ thì có thể truy cập vào trang web giống cỏ giá rẻ.com, bên mình sẽ có nhân viên bán hàng cho tất cả các bạn nhé.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem đoạn video này. Mình sẽ dừng video tại đây.